Các tướng gà quý. Thứ nhất là thư hồn ghê. Gà có một chân đen và một chân trắng, hay một chân vàng và một chân xanh. Tóm lại là hai chân. Mỗi chân là một màu riêng biệt. Loại gà này rất quý hiếm. Thứ hai, gà cựa nhật nguyệt. Tức là gà có hai cựa, cựa chân màu đen, còn cựa chân kia màu trắng. Những con gà này, gà đòn rất dữ dằn và chỉ toàn là đòn hiểm. Nếu là gà cựa thì giết địch thủ trong nháy mắt, còn nếu là gà đòn thì có thể đá gãy cổ địch thủ. Thứ ba, lão kê thằng đồng. Gà có cái đầu trông rất già, nhưng cái thân thì lại rất tơ. Thứ tư, gà lục đinh. Là mỗi chân có ba cựa, tổng cộng là sáu cựa, còn gọi là lục đinh. Gà lục đinh thường có cựa chính, ở giữa là dài, một cựa nhỏ nằm bên và một cựa nhỏ nằm dưới cựa chính. Thứ năm, gà độc long. Từ trứng sinh ra, gà chỉ có một mắt. Thứ sáu, gà song sinh. Một trứng nở ra hai con gà trống. Gà này khi ra trường đá cần mang cả hai anh em, dù chỉ là một con đá, nhưng một con kia đứng ngoài cất tiếng gái trợ lực, còn con gà ở trong thì dứt độ trong chớp nhoáng. Tiếp theo là gà hát thiệt. Gà có chiếc lưỡi đen, hoặc là có bớt xanh hay là đen. Gà lưỡi thiệt, đầu lưỡi chẻ đôi, cũng là một tướng gà rất hay. Thường gà này rất lanh lẹ, gà đòn liên tục trong một thời gian cực ngắn. Gà ma, gà này thường biết lượng sức, nếu có chịu đá là thắng 100%, bằng không dù một cẳng nó cũng không đá. Nó chẳng có gì đặc biệt ngoài cá tính của nó. Tiếp theo là gà chữ trực tả. Gà có bầu diều nằm phía bên trái. Gà túc, đụng đến gà này là nó kêu túc túc, rất giòn tay. Đang đá đến giờ vào nước nó vẫn kêu túc túc, còn gọi là gà kêu con. Tiếp theo là gà ngọc. Ban đêm nó gái thấy trong miệng có ánh sáng. Gà lông voi. Gà có một hay là hai sợi lông voi ở đuôi, cánh hoặc là đôi khi ở đùi. Lông voi phải vạch gà mới thấy. Gà này có ẩn tướng và rất may mắn.